Chào mừng các bạn đến với kênh Calm Passion. Các bạn vừa nghe được tiếng bô rất là uy lực. Tuy không phải là một chiếc siêu xe, đây là chiếc Mac G, nhưng tiếng bô của nó không kém gì âm thanh của chiếc siêu xe. Và tôi tên là Hồ Hải, đồng hành cùng tôi hôm nay là một thiếu gia đang nổi ở Đà Lạt tên là... Em tên là Gia Thịnh. Gia Thịnh. Rồi, xin một bí xíu là Gia Thịnh là tuy là thiếu gia là ở Đà Lạt nhưng mà lần đầu tiên bạn ấy là Đà Lạt. Ok. Rồi, nãy giờ là anh em cũng có trải nghiệm trên chiếc xe G-Class. Thật sự là mình đây là lần đầu tiên anh được cơ hội cầm một lăng xe này, rất ấn tượng. Thì em có thể chia sẻ cho một chút thông tin về chiếc xe Mac G này đến khán giả được không? Dạ, xin chào mọi người. Bên cạnh mình đây là chiếc G63 AMG hoàn toàn mới của mình. Mình mới mua cái này chưa lâu đâu. Thì mua giá nhiêu em? Tầm giá? Dạ, hơn 13 tỷ á. Hơn 13 tỷ, độ điếc chắc thuế má chắc 25 tỷ rồi hả? Dạ, chắc cũng tầm tầm đó đó anh. Ok. Thì như các bạn có thể thấy, đây là thế hệ G-Class mới nhất trên thế giới hiện tại. Ở thế hệ mới, chiếc G-Class này đã được thay đổi gần như là toàn diện ở mặt thiết kế. Đầu tiên, đến với phần cản trước, điểm nhấn chính là lưới tản nhiệt Panamerica rất là đẹp. Wow. Với phong cách khá là hiện đại, anh cũng thấy là từ cái thế hệ trước là nang ở mặt ca lăng nó là ngang. Ngang. Và nang là nang dọc. Nang dọc. Dạ. Anh thấy thích đó, có cái chữ logo Carmason đây rồi đó. Dạ, ok, đúng. Cảm ơn em. Dạ. Tiếp theo đó là cụm đèn chiếu sáng mới. Đây là cụm đèn LED multi-beam. Wow, LED luôn hả? Chứ không phải dạ, là... LED. Ok. Như anh cũng đã biết rồi, điểm đặc biệt của những chiếc G đó là cụm đèn phía trước thì không có đèn xi nhan. Đèn xi nhan lúc nào cũng được đặt ở phía trên, đặt cao. G Việt Nam nó cũng nhiều anh ạ. Rồi. Nhiều quá rồi. Xe em về thì hơi trễ. Hơi trễ, chiếc thứ mấy em? Trễ là chiếc thứ mấy? Đếm không nổi luôn anh. Đếm không nổi. Rồi, cái này là của chính hãng luôn không em? Dạ, đâu anh? Wow. Anh nói mới nhớ, thật ra là xe này em đổ top ca rồi. Top ca luôn, wow. Nhưng mà top ca đầu tiên là Việt Nam. Rồi, chiếc xe dạ. Này Mac G thứ mới thì không biết nhưng mà độ top ca đầu tiên Việt Nam. Rồi. Dạ. Như anh cũng có thể thấy ở cản trước thì em đã bổ sung thêm một số chi tiết carbon như là lip trước. Nó chia ra rất là nhiều khe. Thì okay. Nó là hầm hố. Này là đường dạ. Gân gấu rất là mạnh đúng không? Nhìn dạ. Mạnh mẽ. Ok. Hai cái miếng nẹp đây là cũng được ốp carbon rồi. Với lại cái phần hốc đây được ốp sợi carbon. Rồi. Rồi tiếp theo là cái đèn xi nhan cũng được viền carbon luôn. Dạ. Anh thấy đây carbon nè, không biết có phải là độ hay không em? Dạ. Anh đúng rồi, anh rất là tinh mắt. Đây là cái phần nắp capo hoàn toàn mới của Top K. Và đây là cái phần nắp capo được làm từ sợi carbon và sợi Kevlar. Có thiết kế hoàn toàn mới luôn. Có nghĩa là thay nguyên nắp capo này luôn. Dạ, thay nguyên nắp capo. Này là hàng đã được thay thế nắp capo độ. Ok. Dạ. Quá đẹp. Nhưng mà thật sự thì Top K từ năm ngoái Top K đã ra mắt một cái gói độ tên là Inferno. Thì theo em thì cái gói độ nó quá hầm hố nè. Rồi. Nên là em chọn cho chiếc G này một cái gói độ mang tên là Top K Light. Với một cái vẻ ngoài nó thanh lịch hơn. Rồi, xin cho anh ngắt lời tí xíu. Tại vì dạ. Em độ cho thanh lịch. Nhưng mà cái xe này là ở Đà Lạt cưỡi là em đi công việc gì em? Dạ, đi làm rẫy anh. Đi làm rẫy hả? Dạ, đi làm rẫy. Đi làm rẫy màu trắng nữa, wow. Dạ. Chắc lẽ là em là người Đà Lạt đầu tiên là tàu chiếc Mac G để đi làm rẫy. Dạ. Trồng rau sạch nữa, wow. Anh thắc mắc là cái hình này con cá mà đây là logo à? Đây là cái logo con cá mập được dập nội. Đây là chính là cái linh vật của Top Car đấy anh. Đây là logo của hãng độ. Rồi. Top Car là cái nhà độ đến từ Nga. Một số bạn Việt Nam còn khá là lạ lẫm với cái hãng độ này. Thì bên cạnh cái hốc gió ở đây thì em còn được bổ sung thêm một cái phần ốp carbon cho cái bệ bước chân. Ốp carbon bước chân luôn. Dạ. Rồi, quá đẹp. Thay luôn cái phần tay nắm cửa bằng nhựa bằng carbon luôn anh. Dạ, carbon luôn. Rồi dạ. còn phần nào carbon nữa không em? Dạ còn nhiều. Wow. Như là cánh gió nè anh. Cứng không em? Anh đu dạ. Được không? Dạ được anh, thử đi anh. Thôi anh không có tiền đền không? Dạ. Cảm ơn em. Rồi, rồi. Thêm cái clip sau. Đây là một khách tán đằng sau. Dạ, nhìn sao giống như là siêu xe của ta. Khách tán là 1, 2, 3, 4 cái nàng rất là đẹp. Dạ thì cũng được lấy cảm hứng từ mấy chiếc xe thể thao ra thôi mà. Ok, một chiếc xe, ba dạ. Chiếc xe SUV hầm hố. Dạ. Được độ phong cách giống như một xe thể thao. Dạ. Nhìn cái đuôi phía sau giống như là cái siêu xe vậy, rất là đẹp. Bon luôn. Giống như phía trước là anh đã thấy cái nắp capo. Okay. Nắp capo rất là hầm hố thì phía sau thì cái ốp của cái bánh xe dự phòng phía sau cũng được thay bằng sợi carbon.
Trời. Dạ. Cái này luôn. Dạ, ngay cả cái này luôn. Quá chất. Dạ. Nhưng mà đấy là chưa hết anh ạ. Đúng rồi. Okay. Còn anh còn nhiều. Còn nhiều. Đây dạ. là mới ngoại thất đúng không? Dạ, ngoại thất. Còn ngoại thất luôn anh. Rồi. Dạ. Tiếp. Đây là cái bộ mâm mới. Thì nguyên bản đây là chiếc xe được nhập mua tư nhân anh ạ. Okay. Tư nhân. Nên là cái mâm của xe được đặt là bộ mâm đa chấu, được sơn đen mờ, có 22 inch thôi. Thì đây là bộ mâm mới, mới được đổ cách đây không lâu, là bộ mâm Vossen. Bao nhiêu inch em? 23 inch. 23 inch. To hơn nhiều luôn. Là giống như siêu xe luôn rồi. Dạ. Thì cái bộ mâm mới nó có thiết kế với những cái nan này nó khá là thanh, nên nó để lộ ra toàn bộ cái phanh, để là cùm phanh đỏ phía sau xe luôn. Mâm là hiệu gì đó mày? Vossen anh. Vossen luôn. Và cuối cùng là cái bô xe. Bô xe chắc là của FI nữa hả? Dạ không anh. Sao mày FI nhiều quá nó nhàm anh ạ. Nhàm rồi. Thì thật ra là chiếc xe này như em đã nói là xe nhập khẩu tư nhân. Thì theo cái quy định của Việt Nam thì những chiếc G63 chính hạng thì cái phần ống xạ phía bên phải sẽ được đặt chìa thẳng xuống dưới mặt đất để tránh gây ảnh hưởng đến những người đi xe máy. Thì chiếc này mua tư nhân nên là nó hai bên như nhau cả. À, theo anh chia sẻ được biết là một số cái xe mặt G của Mẹt khi mang về Việt Nam, nhà máy Mẹt phải cắt cái bô hàng phía sau. Đăng kiểm xong họ lại cắt cái bô, họ gắn như cũ lại giao khách hàng. Tại vì không khách hàng không khách hàng mà muốn là cái bô mình là để không giống zin. Thì họ cắt lại để hai bên hông. Đây đúng không? Dạ. Bô là cũng độ luôn. Dạ, Akrabovic anh. Akrabovic. Nãy giờ là mình giới thiệu là mấy cái phần nội thất không màu quá trời đồ luôn rồi. Dạ, quá trời. Còn chưa kể là chi tiết về cái xe này thì theo được biết chiếc Mạch G nó nổi bật là nó có tới 3 khóa B-Side nè. Dạ. Là một cái xe nó là người kêu là cái xe Mitsubishi Pro Sport hay là gọi là vua địa hình. Vua địa hình. Pajero là vua địa hình. Vua còn này là ông hoàng của địa hình luôn rồi. Ông hoàng luôn. Ông hoàng của địa hình luôn. Đấy. Năm 2017 anh có qua Geneva Motor Show, họ làm một cái chiếc xe G mà bản mua trần cái giá nó phải 3 triệu đô đó. 3 triệu đô luôn. Nhìn rất là đẹp, nhìn rất là đẹp và hàng limited. Và hôm nay là chúng ta nhìn một cái Mạch G được độ lên theo một cách dán xe thể thao và siêu xe rất là đẹp. Thì mọi người cũng biết là cái xe Mạch G này ngoài cái giới thiệu ngoài ở tính năng ở trong mới là chất. Tuy cái xe này là nhìn ở ngoài hầm hố, rất là mạnh mẽ và nhìn rất là cổ điển, nhưng phần trong của xe lại rất là hiện đại. Tất cả ở trong màn hình nội thất, chiếc can hiển thị, hệ thống loa là Boomvester nè. Dạ, đúng. Là đã nghe phê rồi. Rồi mặt màn hình hiển thị cho phép chọn lựa những chế độ lái. Rồi ấn tượng nhất là nó đo được cái độ cao. Đi lên Đà Lạt là nó báo là 1.400 mấy... Dạ. Hồi nãy em xem là 1.450m. Phút này thấp hơn, làm thấy ấn tượng là ngoài ra có những cái xe không được trang bị công nghệ phía trong rất là nhiều. Cái ghế này... Thất cái độ giùm em. Dạ, đây là phần nội thất. Chế độ gì hả? Cá nhân hóa mới anh. Này là đặt hàng hết. Đặt hàng hết. Ok. Dạ. Khóa nhất cái ghế của nó là khi mình đang ngồi mình chỉ lắc nhẹ thôi là nó bó mình lại, nó tạo cho cảm giác mình ngồi cảm giác cứng và an toàn hơn so với lại những cái xe thông thường. Dù sao nó cũng là một cái màu SUV hiệu năng cao. Hiệu năng cao. Dạ. Em vui lòng giới thiệu cho các khán giả của Capassion về cái công suất và động cơ của chiếc xe Mạch G này. Nhưng mà để anh cũng chưa xem cái động cơ nữa. Dạ. Là để anh mở ra dạ, xem những cái động cơ đã quá. Dạ. Kình cứng bưng, Mạch G có chữ ký của người do là sản phẩm của AMG. Dạ. Là Mạch G AMG nữa có cái chữ ký của người làm động cơ này luôn. Đúng rồi anh. Wow. Đúng là triết lý của nó là mọi người một động cơ. Mọi người biết là đối với xe có cái logo động cơ Mạch G là những người làm động cơ xe này sẽ được ký tên chữ đấy để sau này mà lỡ có xe bị sự cố đó thì cái chủ xe sẽ complain với người liên lạc với lại cái người này. Ok, em giới thiệu tiếp về cái động cơ này. Như hồi nãy em đã nói đây là anh có thể thấy đây là cái nắp capo mới hoàn toàn của Topcar đây. Wow, ấn tượng ghê nhỉ. Cái này là rất đẹp. Dạ, tại carbon và Kevlar. Carbon này phải được chống nhiệt á, chứ không có là anh nghĩ là Việt Nam mà độ này xong là chắc nóng quá chảy hết trơn à. Dạ. Chắc là phải đồ xịn lắm. Còn về khối động cơ của chiếc G63 thế hệ mới này ở phiên bản tiêu chuẩn là G63 AMG thì khối động cơ mà sẽ sử dụng là khối động cơ V8 tăng áp kép sản sinh công có dung tích 4.0 lít. Cũng không. Dạ, sản sinh công suất tối đa là 585 mã lực. Wow, 585 mã lực. Gần 600 rồi.
cỡ còn ngang ngửa hơn siêu xe đó. Dạ, hơn wow. hơn nhiều mẫu siêu xe. Chắc là tiêu hao xăng cộ cũng dữ dằn lắm đây, chiếc xe này. Và mô men xoắn của xe, mô men xoắn cực đại của xe là 850 Nm/m. Thì nhờ cái hộp số AMG Speed Shift trên xe và cái hệ vận động 4 bánh toàn thời gian Formatic thì xe chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc không lên 100 thôi anh. Từ 0 đến 4,5 giây. Dạ. Tốc độ cũng tăng tốc gần bằng siêu xe. Dạ. Hộp công suất máy cũng bằng một siêu xe. Dạ. Thì cái này phải nói là một chiếc siêu xe gầm cao. Dạ. Siêu xe gầm cao. Siêu xe gầm cao. Dạ. Rồi, cảm ơn em nhiều nhé. Dạ. Và cho anh hỏi là nhà em còn nhiêu chiếc nữa để anh nhờ em làm liên hệ trong hết tháng 6, tháng 7 luôn quá. Dạ, cũng còn nhiều á, chiều nay mình ghé đi ạ. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Rồi, mọi người cố gắng theo dõi kênh Car Passion. Ở đây chúng tôi sẽ tiếp tục có những cái series xe độc ở Đà Lạt. Rồi, cảm ơn, chào mọi người. Xin chào mọi người.